Anh Huấn thì làm hòa với mình rồi. Anh Huấn thì anh ấy cũng là em của anh Phú, mình cũng là em của anh Phú, mà hai anh em có mâu thuẫn thì anh Phú anh ấy buồn. Đúng không? Mình về thì mình cũng điện cho anh Huấn rồi. Rồi anh em không có gì. Dụ mình ít tuổi là em, nói chung là nhiều lúc anh em chưa hiểu nhau rồi có mâu thuẫn thì nhau chưa bình thường mà. Anh về tù nuôi gấu nữa không anh? Anh có gấu đâu, anh hiền mà, anh hiền lành mà. Nhưng mà ai bắt nạt mình thì mình lại phải chiến đấu thôi em ạ. Anh kể lúc anh mới vào đấy á. Ui kể nó dài lắm em ạ. Điện thoại anh gần hết pin rồi, sợ không kể kịp. Thôi để khi khác anh kể. Hôm nay lên chào mọi người thôi. Ở hiện tại 2 năm qua có gì thay đổi, có gì mới hot mọi người comment lên cho mình xem nào. Đang không biết cái gì. Cảm ơn bạn Bin Club nha, tặng mình rất nhiều hoa hồng. Cảm ơn Long Anh nhá, đã tặng hoa cho mình nhá. Đúng rồi, anh Trung chắc về trước anh. Nói chung là trước mắt là mình về nhà là mình đi cảm ơn các anh, các đại ca của mình đã lo lắng cho mình. Đấy. Sau đó là trước mắt là mình đi cảm ơn gia đình. Đấy, bên nội bên ngoại hết. Con đi xuống đi. À, vụ Hoàng Tử Gió anh cũng nghe qua rồi, thấy bảo treo cổ à. Cũng dại quá nhờ. Giờ cháu lóng húp quanh cung lợi trả dần, việc gì phải phải tự tử em nhờ, nên là học theo. Tôi đây bản thân tôi cũng lợ chục tỷ đây, chưa bao tôi nghĩ đến cái chết. Mình kiếm ra tiền được thì mình sẽ làm lại được. Mọi người ai ở Sóc Sơn biết tôi thì lạ gì, tôi ngày xưa tôi cũng có một quán hát này, một quán nét này, một quán cầm đồ này. Ngày xưa mỗi tháng tôi kiếm 5 700 triệu ấy, thì là lao vào đánh bóng thì là mất hết, bay hết nhà cửa. Bây giờ còn cái gì đâu, nợ một đống, nhưng mà nợ thì thôi, chả có tiền giải thôi, mình có trốn tránh ai đâu.